Thưa quý vị, sau ngày 5 tháng 9, khi thành phố từng bước nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội theo hướng phân vùng đỏ, vàng, xanh để kiểm soát, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đời sống sẽ được tăng cường nhằm quản lý và kiểm soát địa bàn hiệu quả hơn. Với việc thành phố phân chia kiểm soát các địa phương theo vùng, bản đồ thông tin dịch tễ COVID-MED trên tổng đài 1022 Đà Nẵng chính thức có thêm chức năng hiển thị các vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ để người dân cập nhật theo dõi. Trung tâm thông tin dịch vụ công cũng được giao nhiệm vụ phối hợp phân quyền cho các quận huyện, xã phường để có tài khoản vào để cập nhật kịp thời các vùng màu sắc các vùng lên bản đồ theo quận huyện, theo phường cũng như là theo từng khu dân cư, tổ dân phố. Cùng với đó, thành phố cũng triển khai thực hiện cấp giấy đi đường quét QR code, đi chợ bằng thẻ có gắn mã QR do địa phương cung cấp. Đồng thời, thông qua thí điểm triển khai khá hiệu quả kiểm soát vào ra khu dân cư thông qua quét QR code khai báo điện tử tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố sẽ đẩy mạnh hướng dẫn hỗ trợ các địa phương triển khai quét mã QR thông qua ứng dụng e-ticket để phục vụ công tác kiểm soát dịch trong cộng đồng nhanh chóng, chính xác. Muốn quét được cái này, Hòa Phước cũng đã tích cực và cũng được sự hỗ trợ của Sở Thông tin Truyền thông tạo cái phân luồng, phân nhánh cho Hòa Phước. Và hiện nay Hòa Phước là triển khai ra 15 chốt đều quét cái mã QR đấy. Trong giai đoạn chống dịch mới, việc triển khai rộng rãi các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý của chính quyền và hỗ trợ kịp thời người dân trong công tác phòng chống dịch.